43 tuổi. Tôi một mình phải đối mặt và vượt qua nỗi sợ của bản thân. Đó là xuống nước tập bơi. Tôi, Tiểu Phương, một huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp. Nhưng tôi sợ nước. Đây chưa phải là nỗi sợ lớn nhất. Tôi sợ nhất khi phải bỏ lại con trai sống một mình trên đời. Tôi là một single mom. Tôi phải hoàn thành 2 km đường bơi trên biển để có thể quay lại bờ vì con trai đang đợi tôi. Đó là câu chuyện cách đây 1 năm khi tôi tham gia Ironman. Lần đầu tiên phải cầm bút viết một lá thư để lại cho con trai rằng: con đọc những dòng này, mẹ không quay về bên con. Mẹ yêu con với cả trái tim mình. Nhiều người có thể nói tôi là một người mẹ ích kỷ vì muốn chứng tỏ bản thân, vì danh hiệu, huy chương để lao vào cuộc đua. Nhưng tôi chỉ muốn con trai tôi luôn tự hào về mẹ của mình. Mỗi ngày tôi đều thức dậy từ 3 giờ sáng, chạy bộ hàng chục cây số, hướng dẫn học viên tập luyện từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, không bỏ lỡ cơ hội xác lập kỷ lục mới của chính mình trên những đường chạy marathon trên toàn thế giới. Tôi chọn dùng chính bản thân mình để tạo ra sự thay đổi, để chứng minh rằng phụ nữ dù ở bất cứ độ tuổi nào cũng đều có thể tập luyện. Bạn có thể bắt đầu chạy, bơi, đạp xe, tập gym, yoga hay tập luyện một bộ môn nào đó. Và rồi bạn có thể tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình và làm những người bạn yêu thương tự hào về bạn. Tôi cũng là một người phụ nữ bình thường như bao bà mẹ khác. Tất cả tôi làm đều là vì con. Nỗi sợ sớm phải xa con, niềm khao khát muốn sống thật lâu với con chính là động lực để tôi không ngừng luyện tập, để luôn khỏe thể lực, mạnh tinh thần và truyền cảm hứng cho con trai của mình. I'm more than you see.